Hello, hello, xin chào mọi người. Thì ngày hôm nay mình có rất là nhiều người bạn vô comment nói là chị ơi, chị đọc truyện hay quá nhưng mà em vẫn cứ thích nhìn thấy chị cơ, chứ em không có thích nhìn thấy hình mà không có thấy chị. Thì nên là bây giờ mình lại cứ tiếp tục là quay nhưng mình sẽ đọc trực tiếp luôn nha. Mình sẽ đọc và có mình ở trong đó luôn để thể theo lời yêu cầu của các bạn. Thì thôi bây giờ mình xin được phép bắt đầu nha, là cũng y như là hàng đêm vậy đó. Xin kính chào quý vị, rất hân hạnh được phục vụ quý vị mỗi đêm, và đêm nay mình lại tiếp tục đọc câu chuyện đêm khuya để gửi đến quý vị một giấc ngủ ngon. Và câu chuyện của ngày hôm nay có tựa đề là Phật đản sinh. Thì Phật đản sinh là gì, và là tại sao gọi là Phật đản sinh, thì còn gọi là ngày Phật sinh ra đời. Thì bây giờ mình xin hầu chuyện quý vị và đọc chuyện Phật đản sinh cho quý vị nghe. Xin phép được bắt đầu. Từ ngày hoàng hậu Maya mang thai, hoàng hậu trong lòng luôn luôn hân hoan vui mừng với tâm lượng luôn từ bi. Sắp đến ngày sinh nở, theo phong tục của người Ấn Độ thì người mẹ sinh con sẽ về bên mẹ đẻ của mình để sinh con. Hoàng hậu Maya cũng vậy. Bà cùng tùy tùng đi về quê hương để sinh con. Đến vườn Lâm Tỳ Ni, vào một buổi sớm mai khi bắt đầu mặt trời mọc, thấy cảnh sắc vườn Lâm Tỳ Ni tuyệt đẹp, hoa vô ưu bung nở thơm ngát. Hoàng hậu đi dạo trong vườn, khi dừng chân ngoạn cảnh trước cây vô ưu to lớn, tươi đẹp, bà đưa tay lên vịnh vào cành hoa vô ưu thơm ngát mà 3.000 năm mới nở chỉ một lần. Thì thái tử cũng thị hiện ngay cùng lúc từ bên hông của bà. Ngày đản sinh thái tử trong thành Ca Tỳ La Vệ, cảnh vật vui vẻ lạ thường. Khí hậu cây cỏ đơm hoa, chỗ tươi mát, sông ngòi mương giếng đều trong đầy. Trên hư không chim muông háo hức hót, và những luồng ánh sáng như luồng hào quang tỏa sáng. Thái tử chào đời có nhiều điều khác thường so với nhân thế, như thân thể rực rỡ trong ánh bình minh và không gian kết đầy những bông hoa xinh đẹp. Rồi mưa hoa ngát thơm ngào ngạt tuôn ra từ các vị thiên vương, mây trời kết ngũ sắc cúng dường, hoa u đàm bừng nở, gió nhạc êm đềm, 3.000 thế giới vang động, vạn vật cúi đầu cung đón bậc thầy của cõi người trời thần. Khi thái tử giáng trần thì được 4 vị thuộc hàng chư thiên nâng đỡ. Họ đặt ngài trước hoàng hậu mà thưa: "Hoàng hậu hãy hoan hỷ, hoàng hậu sanh một bậc vĩ nhân, lại có thêm 2 dòng nước, một dòng nóng, một dòng lạnh phun ra từ chính con rồng trên hư không tắm sạch cho ngài. Sau đó ngài đứng vững trên 2 chân, bỗng nhiên từ dưới đất mọc lên một đóa hoa sen thất bảo lớn như một bánh xe để ngài đứng lên trên. Thái tử mở mắt hướng về phía đông, mặt hướng về phía bắc, nhìn 4 phương rồi khoan thai bước đi 7 bước,
hoa sen nở đón mỗi bước chân Ngài. Tay phải Ngài chỉ lên trời, tay kia chỉ xuống đất, và ấn khử nói: Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn tam giai khổ. Ngũ dương an chi? Trên đời này, trên trời và dưới trời chỉ có ta tôn quý. Ba cõi đầy khổ đau, ta cho yên ổn, ta làm cho yên ổn. Có nghĩa là trên trời dưới thế, tất cả chúng sinh ai ai cũng đều có trơn ngã, là Phật tánh, là trơn tâm mới thật, là duy nhất của ta. Tin hoàng tử chào đời được loan truyền trong nhân gian, thần dân vui mừng. Vua Tịnh Thạm mời một số đạo sĩ đến coi tướng. Vị trẻ nhất trong các vị Bà La Môn này là Ngài Kiều Trần Như. Các đạo sĩ đều nói hoàng tử có 32 tướng tốt, trên đời chưa thấy ai có. Nếu sau này làm vua là một hoàng đế nhân đức anh minh, còn nếu xuất gia học đạo là sẽ bậc đại chúng. Ba ngày sau, nhà vua cho mời A Tư Đà, một thân hữu được dòng họ Cổ Đàm kính trọng. Trước khi Ngài lui về ở ẩn, A Tư Đà đã từng là tế sư hoàng triều của thời Tiên Vương Sihamu. Ngài căn cứ vào một số thân tướng mà đoán rằng đây quả là một vị vương tử phi thường, sẽ trở thành một vị Phật và sẽ chuyển pháp luân. Nếu thái tử ở ngôi vua sẽ là một đại đế thống nhiếp thiên hạ, đem lại an lành cho trăm họ. Còn nếu xuất gia, thái tử sẽ là một bậc đại giác cao cả, trí tuệ tuyệt vời siêu việt. Ngài sẽ phán nhận vũ trụ nhân sinh một cách xứng đáng. Ngài sẽ dạy cho con người phương cách xây dựng bản thân, gia đình và xã hội được có hạnh phúc đẹp tươi, cao tươi, cao hơn và giác ngộ sự thật của muôn vật, và giải thoát mọi ưu phiền do u minh, tham ái chấp trước và sinh tử luân hồi. Giảng giải đến đây thì Ngài A Tu Đà ứa nước mắt vì Ngài biết sẽ không thể sống để được nhìn thấy Thái tử Sĩ Đạt Ma thành Phật. Ngài căn dặn cháu là Na La Kha nhớ rằng về sau phải làm đệ tử của Đức Phật tương lai này. Tịnh Phạn Vương muốn đổi số mệnh của con Thái tử nên đặt cho Thái tử là Tất Đạt Đa. Theo tiếng Phạn nghĩa là kẻ sửa giữ chức vị mà mình phải giữ. Cũng theo tục lệ Ấn Độ, Thái tử theo mẹ là Thích Ca, Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca nghĩa là năng nhân, Mâu Ni là sự im lặng, tĩnh lặng, thấu suốt. 7 ngày sau thì hoàng hậu băng hà và thăng lên cõi trời Đâu Xuất. Em gái ruột của hoàng hậu là Maha Bà Xà Đa Đề lên làm kế mẫu. Hình ảnh ẩn dụ Đức Phật đi trên 7 bước tòa sen. Ý nghĩa đi trên 7 bước của thái tử vừa sinh ra, liền bước 7 bước trên 7 đóa hoa sen. Tại sao là con số 7 mà không là con số khác? Điều này đã cho có nhiều bản kinh viết, tuy có khác đôi chút nhưng vẫn là con số 7. Có rất nhiều cách giải thích khác nhau nhưng vẫn cùng một ý nghĩa. Con số 7 là con số tốt lành của người Ấn Độ xưa nay, là con số huyền học Đông Phương
mà người Ấn rất xem trọng. Bảy bước là vì Ngài là vị Phật thứ bảy, tiếp nối sáu vị Phật đi trước là Phật Tỳ Bà Thị, Phật Thi Khí, Phật Tỳ Xá Phù, Phật Câu Lưu Tôn, Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, Phật Ca Diếp. Số 7 tượng trưng cho sự thành tựu sinh hóa của cả vũ trụ trong không gian Đông Tây Nam Bắc, thời gian và quá khứ, hiện tại và vị lai. Thất Bồ Đề Phần, Trạch Pháp, Tinh Tấn, Hỷ, Khinh An, Niệm, Định, Xá. Theo tư tưởng Kinh Hoa, nghiêm toàn thể vũ trụ, trên dưới, trong ngoài, phải, trái và chính giữa. Từ vật nhỏ vi trần đến vật lớn như núi Tú Di, tất cả đều không qua con số 7 như Thất Đạt. Nghĩa là gì? Thất Đạt là địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến, thức. Thất Thánh Tài là gì? Là tính, tấn, giới, tàm quý, văn, xã, huệ. Thất Chúng là gì? Là tỳ kheo, tỳ kheo ni, thất xóa, sa di ni, u bà tắc, u bà di. Thất quả là, thất thánh quả là gì? Là Tư Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật, là vị quả tối cao. Đi và đứng trên hoa sen, tất cả các hình tượng Phật, Bồ Tát đều đứng trên hoa sen. Vì hoa sen có tính đặc thù mà các loài hoa khác không có, như sen là hoa tinh khiết, biểu tượng cho tinh thần nhập thể của Phật giáo, được diễn giả bằng tư tưởng cứ trần bất nhiễm trần, trong bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Câu chuyện hôm nay là Phật đản sinh đã hết. Bây giờ xin mời quý vị lại tiếp tục lắng nghe câu chuyện thứ hai nha. Câu chuyện thứ hai xin được phép bắt đầu. Phật đản sinh và tập này gọi là sự kiện nhập thai. Hoàng hậu Ma Gia, tiếng Phạm là Ma Gia, nghĩa là tình yêu. Bà là con gái của vua cùng Deva Đa Ha. Bà là một người phụ nữ xinh đẹp, đức độ. Trong tiền kiếp, bà đã phát nguyện được làm mẹ sanh ra Đức Phật. Hoàng hậu lấy chồng là vua Tịnh Phạm. Trải qua hơn 20 năm mà họ vẫn chưa có con. Vua cha và hoàng hậu cùng quần thần đất nước ngày đi mong ngóng và cầu nguyện có một hoàng nam để nối ngôi cha vị đất nước. Chuyện kể rằng, một hôm vào lễ vía Tinh Tú, vua Tịnh Phạm mở tiệc vui chơi trong thành Ca Tỳ La Vệ. Sau khi dâng hương hoa cúng kiến trong cung điện xong, hoàng hậu Ma Gia cùng gia đình ra ngoài thành để bố thí thức ăn và quần áo cho dân nghèo. Khi trở về cung an giấc, hoàng hậu nằm mộng thấy trên hư không, trong đám mây ngũ sắc có một con voi trắng sáu ngà hiện ra. Voi quấn một đóa sen trắng chui vào bên hông phải của bà. Bà tỉnh dậy với một tinh thần hân hoan an lạc đến lạ thường. Bà kể chuyện này cho vua Tịnh Phạm và quần thần nghe. Các vị tiên trì giỏi nhất đều đoán hoàng hậu sẽ sanh ra một quý tử có tài đức song toàn.
con voi là một con vật to lớn, khỏe mạnh nhưng lại rất hiền hòa, không dữ như hầm beo. To lớn nhưng lại ăn cỏ để sống. Như vậy, hình tượng con voi tượng trưng cho đại hùng, đại lực, đại từ, đại bi. Màu trắng của con voi tượng trưng cho sự tinh khiết, trong sạch của các bậc thánh vương. Còn hình ảnh 6 chiếc ngà voi biểu đạt hình tượng Bồ Tát thành tựu lục độ Ba La Mật là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, là biểu tượng của vị Bồ Tát hạnh nguyện cứu đời. Trên đầu con voi có bông sen trắng tượng trưng cho sự giải thoát bằng con đường trí tuệ. Sen là một loài hoa sống trong bùn tanh nhưng mạnh mẽ vươn lên và tỏa hương thơm thanh khiết, biểu thị cho tinh thần của chư Phật khi hạ thế xuống cõi ta bà này, là cư trần bất nhiễm trần. Dù Ngài có hạ sinh xuống thế giới xa bà, đầy rẫy tội ác và khổ đau, thì Ngài vẫn trong sạch, luôn tỏa hương thơm, giải thoát trí tuệ. Như vậy, hình ảnh Đức Phật nhập thai thể hiện sự từ bi, hoan hỷ, từ bi, hỷ xả của Ngài khi hiện thân xuống thế giới này để cứu độ chúng sanh. Và hôm nay, hai câu chuyện chuyển tải đến quý vị hôm nay đã kết thúc. Xin quý vị hãy cho tôi một like, một chia sẻ, một đăng ký để ủng hộ tinh thần cho tôi, để tôi có thêm động lực để đọc những câu chuyện hay bổ ích đến quý vị. Xin chúc quý vị một đêm ngủ ngon giấc và thế giới hòa bình. Xin tạm biệt quý vị. Hẹn quý vị vào đêm mai. Xin tạm biệt.